Chào tất cả mọi người đến kênh của thầy Trung. Thầy Trung hôm nay sẽ có một cái bài nói tiếp theo về cái tại sao mà trẻ nhỏ hết 12 tuổi chúng ta phải cúng căn. Thì cái môn này bây giờ thì cũng không còn ai mà thấy làm nhiều ha. Chúng ta thường thường chúng ta sinh con em bé ra thì chúng ta cũng phải là thôi nôi rồi đầy tháng. Đầy tháng thôi nôi là cái chuyện đứa bé nào cũng có. Nó sinh ra thì trong một tháng chúng ta cũng phải làm nghi thức gọi là đầy tháng. Đầy tháng trong cái giường cử là một trong đứa bé mà khi mà trong cái tháng mà tại sao cái trong nằm phải giường cử. Mà chúng ta nó ra được ở bên ngoài, môi trường bên ngoài. Gọi là mình cũng phải đã làm lễ. Rồi xong hết 12 tháng tuổi thì mình cũng phải gọi là thôi nôi. Mà mình tới gọi là 12 tuổi, hết đồng hạn của trẻ nhỏ. Ví dụ thầy nói giống như tí sủ dần mẹ nó tuổi gì đi ha. Thì nó gọi là ta nói giống như nó hết cái tuổi của trẻ con. Là chúng ta phải cúng căn. Cúng căn phải rước thầy. Hồi xưa gọi là bà bóng đó ha. Bà bóng là chuyên ra là người ta cúng. Cúng căn phải rước thầy. Về mình làm lễ là cái ngày đó gọi là ta nói giống như gọi là cái gì? Cái gọi là cái công của cái bà mụ mà ta giống như ta để đỡ đẻ cho mình ha, hữu sinh mà vô dưỡng ha. Cũng đó. Thì nó không phải đó về cái mặt còn về mặt tâm linh, còn đối với mặt gọi là môn tử vi cũng vậy. Một trẻ nhỏ thì thường sinh ra cho tới mà 12 tuổi thì mình phải coi đồng hạn, coi riêng, chứ nó không thể nào coi theo cái năm tuổi. Thí dụ như tí sủ dần mẹo không có ha. Một tuổi thì thí dụ thì một tuổi thì ở bản mạng. Bản mạng 2 tuổi bắt đầu nó qua nằm ở cung, coi cái cung tài bạch, tiền bạc. 3 tuổi bắt đầu nằm dưới ách. Thì tất cả những em bé mà 3 tuổi mà khi nằm cung dưới ách mà chúng ta thấy là 3 tuổi mà nó bệnh tật tai nạn nó nhiều thì đương nhiên ha, chúng ta phải hết cẩn thận là đương bé này nữa là nó dễ bị tai nạn ha, là cung dưới ách nó không tốt. Mà 3 tuổi mà em bé nó khỏe, nó không có bệnh tật đau yếu, nó không có gì hết thì đương nhiên là cung dưới ách nó đẹp ha. Nó có nhiều thần thánh, có nhiều được quý nhân, có những cái người mà gọi là cái thần linh theo gọi là độ mạng ha. Còn những cái đứa mà thí dụ 3 tuổi chúng ta thường thường cái tuổi đó đầu là con nít nó phá, nó quậy dữ lắm ha. Nó quậy dữ lắm. Tại vì cái tuổi đó bắt đầu nó đi được ha, đi được là nó rất là cực ha. Thì thường mà cái tuổi đó mà em bé chúng ta thấy mà nó tương đối mà nó ổn là chúng ta mừng ha. Mà chúng ta thấy 3 tuổi mà nó gặp hết tai nạn kia là rất là xấu. Rồi qua 4 tuổi thì bắt đầu nó ở nằm ở cung cung thê. Chúng ta coi cùng cái cung thê là bắt đầu tới 5 tuổi là coi cung phúc đức. Phúc đức thì chúng ta thí dụ như mỗi năm tới mà 5 tuổi mà chúng ta thấy nó không có bệnh tật tai nạn hay mà có tai nạn gì nữa qua thì đương nhiên cái phúc tốt. Mà 5 tuổi mà bệnh đau yếu rề đủ thứ, báo cha báo mẹ, hao tài tốn của đủ thứ hết, hầm khi nó phá phách nó làm chuyện này chuyện kia đó là chúng là cái phúc không tốt. Rồi tới cũng 6 tuổi đầu là nằm ở cung cung quan lộc. Thì đúng rồi, 6 tuổi mà em bé nó phải biết sao chúng ta phải đặt vô là mẫu giáo, nó phải chăm lo học. Cái thí dụ như 6 tuổi mà nó không ham học, nó liêu lỏng, nó ham chơi, nó quậy phá thì đương nhiên là nó chúng ta cũng biết nữa là đường cái công danh nó như thế nào ha. Đó là thầy chỉ vấn đề mình chưa coi lá số tử vi. Rồi tới bắt đầu là 7 tuổi bắt đầu làm cô bảo cung nuôi bọc. Thí dụ đi vô học mà thí dụ chúng thấy mà vô bè bạn nhầm đứa bắt đầu nó đánh lộn nó làm đủ thứ hết ha. Thì đương nhiên chúng ta biết cái là cái bạn bè nó tốt hay xấu là lúc 7 tuổi. 8 tuổi thì nằm ở thiên di. Thiên di thì nói là ra bên ngoài, chúng ta đi xích ngoại, đi đó, bước ra khỏi nhà đều tốt. Mà chúng ta thấy thì chúng ta nói là cung nằm cung thiên di. 9 thì nằm ở tư tức, 9 thì nằm ở tư tức, 10 thì nằm huynh đệ, 11 là nằm ở phụ mẫu, 12 là cung điện trạch. Điện trạch là nhà cửa là cuối cùng. Thì chúng ta phải cúng căn, làm cái lễ gọi là trẻ nhỏ hết đồng hạn, nó qua một cái tuổi của người lớn. 13 tuổi bắt đầu chúng ta đã xem gì cái tuổi giống như người lớn. Đó, thì đương nhiên chúng ta phải có một cái lễ để gọi là cúng vấn đề mà cho một cái bé để cho nó qua cái tuổi người lớn ha, 13 tuổi. Đó, mình tạ những cái người mà gọi là 12 bà mụ ha. Bà 12 bà mụ dường có công là thì mà mụ hồi xưa thì vậy giống như mình nói về bệnh viện gọi là bác sĩ đó ha, là bác sĩ vậy đó.
thì bác sĩ chúng ta thấy vô vô ta thấy cũng không là cũng giờ cũng là mụ, bà mụ. Hồi xưa thì không có bác sĩ gọi là mụ giường nhá, thì gọi là bác sĩ mình giờ chứ hồi xưa ta gọi là mụ, đã đẻ. Mụ đã đẻ thì chúng ta phải làm một cái lễ bắt buộc là phải làm theo đúng như vậy. Thì cũng phải thường thì cúng sao cũng hoa quả muối nước gạo nhang đèn cầy, năm chung nước, năm cái đèn cầy, chín phương trời, 10 phương Phật, đó, gọi là đông tây nam bắc trung ương, đó, chúng ta phải làm lễ con gà luộc nha, phải nhất là phải cúng gà là tốt nhất, rồi là xôi nhá, nhất là phải có xôi, đó, chúng ta tùy theo mà cái nhưng mà phải gà xôi, đó là phải chúng ta phải có, rồi giấy tiền vàng bạc tiền lễ, đó. Rồi nước là bông hoa quả chúng ta cúng lên đó, là tên tuổi rồi xong cái thường một trên cái mâm của đó đó có một cái mâm lễ là để cho cái người mà 12 tuổi đó đội lên đầu à, ngày xưa thầy cũng 12 tuổi là thầy cũng cũng đã cúng căn cũng được cúng căn đó cúng căn để lên một cái mâm đó. Cái mâm hồi xưa là cái mâm mà cái mâm đồng đó, cái mâm đồng mà mâm ăn trầu đó đó à, để lên đầu đó, chúng ta cúng rồi lấy miếng cái ta gọi là cái tấm vải đỏ ha, phủ phủ lên cái mâm đó rồi phủ xuống mặt mình luôn ha, à, mình ngồi mình không thấy gì hết, mình ngồi êm nó để cái mâm đó mình đội, mà trước khi mình đội là thường thường là sao à, ngồi như vậy ha, mình ngồi xếp bằng là gì nè à, là cái thầy cúng à, gọi là xưa là bà bóng à, xưa mấy người giờ ta kêu là gọi là thầy cúng à, nhưng mà hồi hồi xưa là gọi là mình nó giống như mấy bà bóng ha, nó thì à, làm lễ cho mình ha, bắt đầu mình đội lên cái mâm đó à, để coi cái thằng cu này ha, cái con bé này nó có ly không hay là cái vía nó có nhẹ không hay vía nó nặng, nó thì để lên như vậy ở đầu cái người cúng á, người ta nói 3 tiếng, 1 2 3, cũng như là khỏi cái mâm nó đổ, thì những người 1 2 3 nói một cái là cái mâm nó ngã xuống nó đổ liền ha. Có nhiều người á phải 2 tiếng, là người 3 tiếng nó mới đổ, có những người nó không đổ nữa, cái thằng này nó quá lì là nó khó dạy ha. Thì hồi xưa là người ta cũng cái cách đẩy người ta để biết được cái thằng này nó có lì không, ta sợ nhất là thằng lì á, nó lì quá à, nó lì quá nó khó dạy, cái mâm để lên đầu kêu mà kêu đổ nó không đổ, cái mâm mà chúng ta thấy giống như mà múa mâm nó đi đó là như vậy đó. Thì thầy nói về cái tục lệ gọi là cái cúng thì chúng ta cũng nên ha. Bây giờ thầy thấy hình như là cũng bỏ rất là nhiều, nhưng mà đúng 12 tuổi là chúng ta phải nên cúng ha. Chứ thường thường chúng ta cái mỗi năm chúng ta bây giờ ăn theo phương Tây cái gọi là làm sinh nhật, cái sinh nhật thôi, nhưng mà chúng ta phải quan trọng, mình không sinh nhật cũng không là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là tới cái ngày đó mình phải làm lễ, mình qua cái đồng hạn 12 tuổi. Nó giống như 60 tuổi thì chúng ta cũng phải là ăn gọi là ăn mừng thọ ha. Ăn gọi là đáo, ăn thế tế, đáo thế tế đó, 60 tuổi lục giúp qua. Nó thì mình phải đáo lại 12. Thì giống như trong cái lịch trời đất vậy ha, nó giống như mặt trời, mặt trăng nó xoay quanh ra thì nó cũng khoảng 12 năm, rồi lục giúp qua thì 60 năm mà chúng ta cũng phải ăn vậy đó, từng qua giai đoạn chúng ta cũng phải làm lễ tạ ơn đất trời á. Nó rồi có những người nữa, nó thầy nói tiếp nữa, có những người sanh ra, nhớ nha, có những người sanh ra cái số gọi là sát con, gọi là tao nói là ăn con đó, ăn con, mà theo bên cái người mà thầy pháp người ta trị gọi là con ranh đó, con ranh đẻ bao nhiêu ra là ăn hết, gọi là giống như hư thai, giống như có thai là hư thai, hoặc là sanh ra là nuôi không được chết. Nó bây giờ cũng rất là nhiều á, trường hợp này là thầy chúng ta cũng biết rất nhiều, sanh hoài sanh không được đó. Đương nhiên là chúng ta thí dụ như người khó quá chúng ta phải sinh một đứa con để đỡ đầu à, đứa đỡ đầu. Tại sao có những người mà chúng ta thấy sanh ra có những người là tới thứ 6, thứ 7, thứ 4, thứ 5 mà không có thứ 2 là vậy đó, nó sanh ra mấy đứa đầu tiên là nó đã chết hết rồi, là người không có mắt tai, là số sát con. Chúng ta giống như một con vật, giống như một con heo, con gà, con vịt, con trâu, con bò, nó hư lắm, không có sanh được. Con heo sanh ra rồi xong khi ở ngồi nó ma quỷ nó nhập vô con heo, nó ăn con luôn, nó cắn con luôn á. Con bò, con dê nó cũng vậy. Bởi tất cả chuồng trại chúng ta cũng phải là thường chúng ta phải làm lớn, là thí dụ như ta nuôi mà trang trại mà gọi là quy mô lớn á, chúng ta ít nhất là ta cũng phải là dán cái lá phép ở giữa cái trang trại á, nó bự ra để cho ma quỷ nó không có nhập vô mấy con thú, nó không có quậy, nó ngoan ngoãn, nó ăn no rồi nó ngủ, nó chống lớn. Mà chúng ta thấy giống như hiện tượng bây giờ mới cái ngày ở đâu ở hố bơm hay là trắng trắng bơm ở hố nai gì đó, nó tin tức đó. Đó
chúng ta cũng đã thấy con bò điên đó ha, con bò điên, nhưng mà thật sự là quỷ nhập đó ha, chứ con bò nó mai là hình như thầy thấy nó không có sừng đó, một tên nó chạy ra nó ban ra nó đụng người này kia đó. Mình hô nó là con bò điên thì đúng là nó, mình cứ nói nó vậy là nó điên thôi, nhưng mà thực gió điên vô đâu, nó đầu quỷ nó nhập vô con bò đó, đầu, nó phá ra vậy đó, nó sát người. Tại vì những cái người đó giống như mà giống như ăn thịt bò ha, giết sát sinh nó quá đi biết không, bây giờ nó tức quá thì nó nhập vô con bò nó trả thù, nó như vậy đó. Đó phần tâm linh đó. Đó, chứ mình nói pha học thì mình nói vậy nghe nó ngừng, nghe nó quăng đường, nó nhầm người nó quăng đường, nhưng mà không quăng đường đâu chứ. Đó, tại sao mà hồi xưa người ta có làm cái phép đó ra mà để cho mình để cho mình dán lên chuồng trại, gọi là tích nhà. Trong cái nhà chúng ta cũng vậy, chúng ta một một cái lá phép cầu an gia đạo, để gia đạo mình lúc nào nó cũng gọi là trên thần dưới hòa. Nhà mình không có dán gì cửa nẻo, cũng không có thần nào giữ cửa, ta có thần giữ cửa. Rồi vô nhà từng giai đoạn ma quỷ nó đâu có xâm nhập vô được, chúng ta phải có thờ cúng này nữa. Nhà chúng ta không có gì giống như nhà mà vô chủ. Còn về cái mặt tâm linh thì chúng ta đâu có thấy được những cái thần thánh, chúng ta không thấy được, không thấy được. Nó vô rồi bắt đầu là nó quậy, nó phá, vợ chồng quýnh lộn, con cái thì nó bất nghịch, đâm cha giết chú, giết bà, nó là như vậy. Chúng ta không còn giữ được cái thường thường mà cái đạo mà nó đã đi quá đó, là chúng ta thời buổi giờ chúng ta đã thấy rồi đó. Cái đạo đó đã bắt đầu, nó đã vào cái thời nó là mạt pháp thì ai cũng đã biết mạt pháp rồi, bắt đầu là trên thượng không dưới hòa, cháo ở dưới là nó hỏng. Mà bản thân ở trên thì mình ở trên là mình phải đàng hoàng. Người ta nói thượng, thượng mà bất chính thì hạ tất loạn, chứ như là trên mình không đàng hoàng thì dưới thì nó cũng lộn xộn. Giống như người làm quan đứng đầu, là mình làm cha mình đứng đầu, là mình làm ông làm bà trong một gia đình, là mình phải xã hội, mình phải làm gương, mình không làm gương thì nó rối loạn, rối loạn cào cào hết, ai đâu mà còn tin ai nữa. Thì một cái thường một giai đoạn đó, cái đất nước hay là một gia đình mà nó phát triển hay là nó có phúc khí thì đương nhiên là cái người đứng đầu là phải có cái gọi là đạo đức, đức hạnh cao, phải có đạo đức. Một cái vị quan là một cái đất nước, cái người đứng đầu là phải cái đức là đứng đầu. Bởi người xưa ta dùng đức trị thì nó mới thanh bình được. Chúng ta bây giờ dùng pháp trị nó đâu có sợ. Nó sợ cái chuyện đã xong rồi, bây giờ mình có giết nó là cái chuyện nó cũng đã xong rồi. Giống như nước ngoài vậy á, mình bây giờ nó cũng giống như nước ngoài á. Pháp trị không à, không có đức trị được. Vô trường lớp thầy nói là cũng dạy tầm bậy tầm bạ không, dạy cái gì không à, dạy cách chào hỏi này nọ, đi ra đường đứng bên cô giáo làm sao, môn đạo đức. Còn bây giờ ôi giới thiệu ba cái gì tối ngày, ba cái giới tính giáo dục, rồi ba cái gì, ba cái giới tính mà gì đó, ôi tùm lum ba cái đó làm cái gì nữa, không có dạy cái kia. Đó là thầy nói vậy. Thôi thầy trả lại cái vấn đề mà gọi là cúng căn ha. Thì chúng ta thường thường là nam thì mình cúng 7 ha, còn nữ thì mình phải cúng tới 9. Tất cả những cái vật lễ mà gọi là để cúng ở trên bàn, tại vì đàn ông người vía là 7, đàn bà là 9. Thì thầy khuyên cũng vậy ha. Thì tất cả cái vấn đề thầy nói về cái cúng căn, tại mình cúng căn là để giống như là mình để qua được cái tuổi mà tuổi gọi là tuổi mà tuổi sửu nhi đó, gọi là sửu nhi đó, tuổi mà tuổi nhi đồng đó, chứ qua 13 tuổi là không còn nhi đồng ha. 12 tuổi đâu lại là gọi là nhi đồng, chứ mà qua 10 tuổi là mà tính là đầu bắt đầu là qua cái đồng hạng người lớn rồi. Thì từ 13 tới 18 thì theo cái pháp lực đó, 13 18 18 thì trưởng thành, là một người, là một công dân đó. Thì Trung hôm nay cũng chia sẻ cái vấn đề mà tới đây thôi ha. Thì Trung hẹn vấn đề là nói cái phần sau. Thì tất cả chúng ta em bé này nọ ha, cũng phải, còn ai mà khó sanh khó nuôi con quá thì chúng ta cũng một là tìm người đỡ đầu cái người mà đỡ làm mẹ, làm cha, làm mẹ là những cái người đó làm sao, là cũng như là nuôi con mắt tay á, đẻ đứa nào nuôi ăn mau chống lớn á, thì lấy người đỡ đầu. Còn thứ hai nữa mà mình đẻ mà bị mất đầu con, hụt đầu con hoài á, thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải gọi là xin con nuôi á. Mà bây giờ xin con nuôi cũng không ai cho đâu ha. Hồi xưa người ta con ta đông ta cho, chứ bây giờ là hiện tượng mà xin người ta không có cho. Bây giờ làm giấy tờ rất là cực, rất là khó. Đó, hồi xưa nhầm người đẻ 7, 8 đứa, 9 đứa, 10 đứa, nhầm người đẻ người 20 mấy người nữa ha.
gia đình có hai mấy người nữa. Còn bây giờ con người ta quý như vàng, người ti không sinh được nhưng mà sinh người ta quý dữ lắm. Đó. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói chuyện lần sau.